là đứng ở chỗ thủ cảnh thế thôi là làm sao là có công chứa thì trong cái không gian của mình nó giới hạn. Vì mọi người biết là tôi, đối với tôi thì hội thánh Nova thân thiết, và tôi thật sự chỉ muốn là đi lại cùng khi chia sẻ để có thể đi lại giữa vòng chúng ta cùng nhau thôi. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa với nhau thì tôi xin được đọc Thi Thiên 37, đọc phần Kinh Thánh mà tôi đã gửi cho hội thánh để chúng ta cùng nắm được tinh thần của phần bài học ngày hôm nay. Thi Thiên 37 có lẽ là hơi dài, nhưng mà tôi ước ao chúng ta sẽ nhấn lại. Đây là thi thiên của David, ông đã làm. Vì vậy tôi xin phép được đọc cho mọi người nhé. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công mình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như tránh ngọt. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận và mỏ sự giận hoảng. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Một chút nữa kẻ ác không còn, người sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Sau người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình và nghiến răng cùng người, Chúa sẽ chê cười nó vì thấy ngày phạt nó hầu đến. Kẻ ác đã rút gươm và dương cung mình, đang đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, đang giết người đi theo sự ngay thẳng. Gươm chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó và cung chúng nó sẽ bị gãy. Của người công bình tuy ít còn hơn sự dư dật nhiều của người ác, vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình. Đức Giê-hô-va biết số kẻ trọn vẹn, biết số ngày kẻ trọn vẹn, và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Trong thì xấu xa, họ không bị hổ thẹn, trong ngày đói kém họ được no nê. Còn kẻ ác sẽ hư mất, những kẻ thù mình Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con, chúng nó phải đốt tiêu tan đi như khói. Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Vì người mướn Chúa Trời ban phước sẽ nhận được đất, còn kẻ mà ngài rùa xả sẽ bị diệt đi. Đức Giê-hô-va định liệu các bước người và ngài thích đường lối người, dầu người té cũng không nằm xài dài. Vì Đức Giê-hô-va lấy tay ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ dày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hàng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Hãy tránh điều dữ và làm điều lành thì sẽ được ở đời đời. Vì Đức Giê-hô-va chuộc sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài, họ được Ngài gìn giữ đời đời. Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan và lưỡi người nói sự chánh trực. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bức người không hề siêu tó. Kẻ ác gìn giật người công bình và tìm giết người, Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, cũng chẳng định tội cho người khi bị đoán xét. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ lên ngươi lên để nhận được đất. Khi kẻ ác bị diệt đi thì ngươi sẽ thấy điều đó. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ, song có người qua đi qua, kìa hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp. Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hòa bình có phước, còn kẻ phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại. Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi, nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồn mỹ của họ trong thì gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài sẽ giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Cảm ơn Chúa, đây là một thi thiên 37 của David làm.
Và tôi chọn chia sẻ phần thi thiên này trong cái thời điểm này, nó như một cái sự khích lệ cho chúng ta, vì chúng ta đang ở trong cái thời điểm rất là khó khăn của đất nước và thậm chí là của thế giới này. Chính vì vậy tôi ước ao là lời của Chúa trong buổi chiều hôm nay sẽ khiến cho chúng ta có một sự vững bền, vì biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài không lìa bỏ, Ngài đang kiểm soát chúng ta. Điều mà tôi cầu nguyện cho chính mình đó là xin Đức Chúa Trời gìn giữ tôi để không bị lạc mất mục tiêu. Mọi người biết mục tiêu của tôi là gì không ạ? Đó là giữ đúng cái công việc cần phải làm của Thánh Thô Ba, đó là người tỉnh thức. Dạ, tức là nếu mà ai bị ngủ gật thì tôi sẽ nói thật to lên để cho người đó tỉnh thức. Dạ, nói vui vậy, nhưng tỉnh thức để chúng ta không có ai bị bỏ lại. Đó là nhiệm vụ của tôi, nên là tôi rất là cảm ơn Chúa, và nhiều khi là tôi cũng ngạc nhiên vì tôi bảo tuần nào mình cũng nói nhưng mà không biết sao hội thánh nó vẫn chịu nổi. Dạ, cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng là Chúa Ngài phải ban phước cho bà anh chị em để cho mọi người cũng thấy là nó không bị căng thẳng quá, đúng không ạ? Dạ, mọi người vẫn vui thích về lời của Ngài. Và điều thứ hai mà tôi cầu nguyện cho hội thánh đó là chúng ta biết không ạ, đây là thời điểm mà có lẽ là thời điểm mà hội thánh cần trở lên đúng với nghĩa của từ hội thánh, mọi người. Tức là những người sẽ được biệt riêng ra khỏi thế gian này. Bởi vì chúng ta biết là trên đất này có rất nhiều hội, họ gắn là thánh hay là họ trang trí một cái cây thập tự rất là to ở bên ngoài tòa nhà. Nhưng mà nhìn kỹ vào trong là hội con người. Cho nên đó lý do mà điều mà chúng ta cần làm cho hội thánh Nova của chúng ta đó, đó không phải là danh từ là hội thánh, mà đây chính thức là tính từ chỉ về những con người biệt riêng ra thánh ở trong một cái nơi mà nhóm lại. Chúng ta biết là hiện tại là ở Việt Nam đã trở lại nhóm online rồi, đúng không? Chúng ta bên này vẫn được nhóm như thế này là điều phước hạnh. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị sẽ có một thời điểm chúng ta không được nhóm với nhau đâu. Như hôm qua khi tôi nói với cô Xuân trong giờ học Kinh Thánh, tôi nói với cô là mục tiêu của chúng ta không phải là có tri thức về Chúa. Và mục tiêu của cô Xuân thì chúng ta biết cô lớn tuổi. Và tôi rất là cảm ơn Chúa là khi tôi gửi những chương trình video để cô học để chuẩn bị làm lễ bắt tem. Vì cô tuổi già, cô nói tôi cứ nhớ quên. Tôi phải coi 4 lần một cái video. Nhưng tôi nói với cô là cô biết không? Sẽ có những thời điểm chúng ta phải có Chúa Giêsu, không có hội thánh đâu nhé. Có thời điểm hội thánh rất là khó khăn. Cho nên đó là hai mục tiêu mà tôi muốn, đó là hội thánh cần phải trở nên đúng nghĩa của từ hội thánh, đó là những người được biệt riêng ra khỏi thế gian này. Chúng ta biết là như này, nếu ngày hôm nay trong thực hiện tại đó chúng ta không có thích thiên đàng đó, chúng ta không thích Chúa đấy, thì tương lai chúng ta cũng không thích Ngài, chắc chắn là như vậy. Cho nên nói do là, và đó lời tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa giúp cho con. Sáng nay khi mà chúng tôi ngồi cùng với nhau, con cái Phúc Nguyên nó hay trò chuyện, con lớn rồi con đặt những câu hỏi đấy, thì tôi nói với con này, con biết không, đối với Đức Chúa Trời ấy, Ngài không quan trọng đến khả năng của mình. Ngài không quan trọng là mình có khả năng thuyết phục một người nào đó. Ngài không quan trọng là mình có khả năng diễn thuyết để thu hút một đám đông. Ngài quan trọng là cái điều có ở trong lòng con. Và đó lý do mà chúng ta cần phải sửa soạn cái tấm lòng của mình. Và điều mà tôi muốn nhắc nhở hội thánh trong buổi chiều hôm nay đó là chúng ta phải ra khỏi tình trạng, mọi người biết tình trạng không? Tình trạng yêu Chúa vừa đủ. Giống như là mình làm cái gì đấy cho nó vừa đủ. Và chúng ta biết không ạ? Cuộc đời của mình ấy, nếu vừa đủ đấy, khi khủng hoảng đấy thì sao ạ? Là thiếu. Đúng không? Chúng ta đổ xăng là vừa đủ, mình nghĩ là từ đây đến đó từng đó. Nhưng mà chúng ta biết sẽ có lúc mình bị lớn. Yêu Chúa vừa đủ đấy, thật ra là thiếu. Ngày mà tôi còn đi tàu, chúng tôi ngày xưa 20 năm trước, chúng tôi là những người đi tàu rồi đấy. Nhưng mà thật sự là chúng tôi buôn lậu, nên chúng tôi cẩn thận. Ví dụ cái quãng đường từ đây đến Singapore, đúng không? Là chúng tôi chạy từng đấy ngày, là từng đấy giờ. Nhưng khi trở về đấy, bao giờ chúng tôi cũng phải mua gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
Và cảm ơn Chúa. Nhiều lần gặp bão giữa biển á, chạy 3 ngày quay lại nhìn thấy những quả núi nó đằng sau mình. Tức là mình chạy lên được bao nhiêu thì bão biển nó đầy, mình ngược trở lại. Mình chạy 3 ngày nhìn đằng sau, cái ngọn núi nó vẫn đằng sau lưng mình. Tức là mình không có dám ngừng máy một giờ nào, ngừng máy tàu mình quay ngang là nó chìm liền. Cứ phải gối vào ngọn sóng nó cứ lên xuống này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nước mình đủ và dầu mình dư, vì mình đang tính cái lượng dầu của mình gấp 3 lần cái điều mình cần thiết. Cho nên nói ra mọi người biết đó, yêu Chúa vừa đủ là khi khủng hoảng đến là mình rớt liền thì mình sẽ yêu. Cho nên nói ra hội thánh của Đức Chúa Trời, mình phải yêu Chúa phải nhiều hơn nữa. Nè, đó là điều tôi muốn khích lệ hội thánh của chúng ta. Và một câu hỏi mà tôi muốn hội thánh cần phải nhìn thấy trong cái thời điểm này, đó là chúng ta đang ở trong trận chiến cuối cùng. Chúng ta đang ở trong trận chiến cuối cùng của chính bà ta, ông bà anh chị em. Chúng ta phải chuẩn bị, vì chúng ta biết ở trong Kinh Thánh sách Khải Huyền Chúa nói sao? Ma quỷ biết thì giờ của nó không còn nữa và dân hoàng đến cùng đất. Ý tôi đang muốn nói là hội thánh cần phải tỉnh thức là chúng ta đang ở trong trận chiến cuối cùng. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng và nó không còn cơ hội nữa. Và ma quỷ sẽ làm những điều mà kinh khủng nhất ở trên cái thế giới này. Chính vì vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta trong thời điểm này, tại sao Đức Chúa Trời lại? Chúng ta nhìn ở Mỹ những tháng ngày qua, chúng ta có nhìn thấy không ạ? Tất cả những gì sai trật thì đều được tôn sùng, được cổ vũ. Còn những gì thuộc về niềm tin, thuộc về sự thánh khiết, thuộc về công chính, thuộc về những điều đạo đức thì sao? Bị khinh thường, bị coi thường. Đó là một cái điều rất là nhỏ. Bởi vì sao ạ? Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 24 là sao? Đó là khởi của cơn đau chuyển dạ. Ở đây có 30 người phụ nữ đã sinh nở ra. Dạ, giơ tay thở hổ rất nhiều, cảm ơn Chúa. Chúng ta biết không ạ? Nếu hôm đó, hôm nay chúng ta bắt đầu chuyển dạ thì mình có thể nói là ngày mai mình đi sinh hay tuần tới mình đi sinh được không ạ? Không hề đâu. Chúng ta không thể ngừng này được. Và Chúa Giêsu này có nói với hội thánh của Chúa, đó là các con đang ở trong thời điểm mà cơn đau chuyển ra. Làm sao mình biết là cơn đau chuyển ra? Về đến đọc Ma-thi-ơ đoạn 24, đây là điều tôi đã nói rồi và tôi muốn nhắc lại hội thánh. Chưa nào? Các ngươi sẽ nghe tiếng đồn về giặc, các ngươi sẽ nghe về chiến tranh, các ngươi sẽ nghe về nước nọ nghịch cùng nước kia, các ngươi sẽ thấy động đất, đói kém, đúng không ạ? Dịch lệ. Và sao ạ? Lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lạnh. Vì cứ lòng yêu mến của nhiều người đã sẽ nguội lạnh thì sự ác thì sao? Sẽ gia tăng của bà anh chị em. Mình nhìn lại xã hội của mình đi. Vô cảm, vô tình, vô nghĩa. Đúng không? Và mình đã nhìn thấy lòng yêu mến của nhiều người đã nguội lạnh và điều ác đang gia tăng. Tôi không hiểu được. Nhưng mà tôi thấy khi mà tôi trở lại với lời của Đức Chúa Trời ấy, thì tôi nói với Chúa rằng là đây là cơn đau chuyển ra và trận chiến cuối cùng giữa tà và chính. Trên đó ra hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn còn những cái lo lắng, những cái băn khoăn, những cái trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, những cái bổn phận chúng ta phải lo. Nhưng điều mà tôi muốn nhắc nhở hội thánh đó là chúng ta không thể quên mình phải có một chiếc vé vào tàu của bà anh chị em. Và vậy Kinh Thánh có câu trả lời nào cho chúng ta về cuộc chiến này? Rõ ràng khi chúng ta nhìn thấy điều ác đang thắng hay thua? Đang thắng thế. Và tôi nói với vợ tôi là sao? Hằng có tin là nước Mỹ này cuối cùng sẽ là chủ nghĩa xã hội không? Vợ tôi nói là sao anh nói được là nước Mỹ này coi như là nước tư bản rồi, làm sao mà xã hội chủ nghĩa được? Tôi nói đây không phải là quan điểm chính trị. Hãy nhìn vào sách Khải Huyền. Vì tất cả các thế lực, các chủ quyền cuối cùng đều sẽ tập trung lại trong điều mà ta gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học đó. Và chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ 100 năm trước, không ai có thể hình dung được một người ra tranh cử tổng thống hay một vài cái tiếng nói về chủ nghĩa xã hội sẽ được chào đón như bây giờ.
Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, tôi nói với vợ tôi rằng anh thấy rất là ước ao là ông Trump sẽ thắng cử. Nhưng mà khi anh nhìn vào cả cái bộ máy truyền thông xã hội của nước Mỹ và cái thế lực đứng đằng sau đó, thì anh hiểu rằng nếu Chúa cho thì ông Trump sẽ gắng gượng được 4 năm nữa, còn sau đó nước Mỹ chắc chắn sẽ đi vào con đường chủ nghĩa xã hội và sau đó là công sản ông bà. Đây không phải là xu thế mà đây là điều Kinh Thánh đã nói. Bởi vì chúng ta biết sao? Bởi vì cuối cùng thế giới này sẽ phải chuẩn bị để không có chính phủ mà chỉ có một chính phủ toàn cầu thôi, và kẻ địch lại đứng kích sẽ hiện ra. Mà nếu nói về mặt chính trị thì chúng ta thấy là không có thể nào. Nhưng trong Kinh Thánh nói sao? Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 từ câu 7 câu 9 nói sao? Kẻ đó sẽ lấy quyền của ma quỷ, dùng mọi phép kỳ dối giả để lừa gạt người ta. Chúng ta biết phép kỳ dối giả thao túng chính trị, kinh tế và cuối cùng lừa gạt người ta. Cho nên là tôi muốn nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng là chúng ta mong điều tốt vì chúng ta là hậu thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng thế giới này nó đã định sẵn cho cơn đau chuyển ra và chúng ta không thể gỡ này được. Vì vậy, việc của chúng ta không phải là tranh đấu. Việc của chúng ta là phải hỏi Chúa, vậy con cần phải làm gì trong cái ngày mà thế gian sắp hư hoại? Đúng không? Chứ không phải là mình sẽ tranh đấu là cho Đảng Cộng Hòa hay tranh đấu cho bất cứ một cái xu hướng chính trị nào. Bởi vì sao ạ? Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 từ câu 7 nói sao? Vì đã có điều mầu nhiệm của điều bốn nghịch được hành động rồi. Mọi người biết từ mầu nhiệm là gì không ạ? Mầu nhiệm có lẽ là không phải việc của con người, mà đây là việc của quỷ dữ. Và chúng ta nhớ Satan không phải là tầm thường, Satan là thiên sứ trưởng, đầy dẫy sự khôn ngoan và thông sáng, chỉ bị gạt ra khỏi thiên đàng thôi. Nhưng sao? Cái khôn ngoan và tất cả mọi cái vẫn ở trong tay của ông ta. Cho nên chúng ta phải nhớ là điều bí mật của điều mầu nhiệm bộ nghịch lương hành động rồi. Chính vì vậy là hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng mơ màng, ông bà anh chị em. Chúng ta không thể nào công bố hay là nói những cái lời khẩu hiệu được. Là hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải biết rằng giờ này là giờ nào và chúng ta cần phải chuẩn bị. Rõ ràng cơn đau chuyển giá đang đến, tàu đang tới mà mình nói là hoãn nó, khoan từ từ để con thực hiện nốt cái dự án này, dự án khác. Mình nói như vậy là mình là kẻ sai rồi, ông bà anh chị em. Để hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta cần nghe. Đây là điều mà tôi muốn ông bà anh chị em nhìn thấy. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 đó, có một bí mật mà Thiên Chúa này tỏ bày cho chúng ta về lý do tại sao chúng ta đang sống ở trong cái ngày mà nó khủng khiếp như thế này, mà tại sao Đức Chúa Trời dường như ngày yên lặng. Rõ ràng mình thấy là người ta nói Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa của các Chúa của các thần, tại sao Ngài lại im lặng và Ngài cho phép mọi điều đang xảy ra trên thế giới này? Và chúng ta biết sao? Khi tôi đọc những thơ Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 thì tôi thấy lời của Chúa cho tôi một câu trả lời. Tôi xin phép được đọc đoạn 3, Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau đó sẽ có mấy kẻ hay dèm chê dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng mình đến nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến từ đâu. Vì khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật cũng còn nguyên lúc ban đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lừng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên giữa nước. Thế gian bấy giờ đã bị phá hủy như vậy, bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Tới kẻ rất yêu dấu cho nên quên rằng trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn. Và tôi nói như vậy, đây có một từ mà đối với Đức Chúa Trời sao? Nhịn nhục. Đức Chúa Trời nhịn nhục không phải là vì Ngài nhịn nhục thế giới này, vì Ngài biết rằng dài trong cả toàn cầu này vẫn còn những người họ đáp ứng với đạo tin này. Cho nên là Ngài nhịn nhục không phải là vì Ngài
Ngài không thể làm gì thế giới này ông bà anh chị em. Tôi đọc lên cho nó cám ơn Chúa. Hôm qua tôi đang đi xe, hôm kia tôi đi xe với vợ tôi, cho nói em nốt xuống cho anh cái câu kinh thánh này, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4. Trước khi tạo dựng lên trời đất, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Giê-xu. Không phải ngày hôm nay Ngài đến rồi Ngài mới nói không biết chọn đứa nào trong cái đám này, mà Ngài đã chọn chúng ta trước khi dựng lên trời và đất. Cho nên trước khi dựng lên trời và đất, Ngài biết rằng năm 2025 sẽ có thêm 100 triệu người nữa trở lại tin Chúa. Cho nên Ngài phải giữ lòng nhịn nhục của Ngài đến năm 2025. Không phải vì Ngài không làm gì thế giới này, vì trước khi sáng tạo trái đất, Ngài đã có lựa chọn rồi. Nhưng Ngài biết rằng trong năm 2025 sẽ có những người khác tin Chúa. Cái sự nhịn nhục của Ngài là nhịn tới ngày đó vì những người đó và vì chúng ta ngày hôm nay, ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời nhịn nhục. Đó là do tôi muốn khích lệ hội thánh. Chúng ta thấy điều ác đang xảy ra, nói là Chúa đâu? Nếu anh chị em nói có Chúa, tại sao Chúa không làm gì đi? Kinh Thánh chép Chúa nhịn nhục. Tôi nhịn nhục thì đã là đành, đúng không? Thứ nhất mình bé quá, mình nhỏ quá, mình không làm gì được. Mình phải nhịn, mà nhịn thì sẽ nhục, mà nhục vẫn phải nhịn. Nhưng mà mình hình dung là Đức Chúa Trời sao? Ngài chỉ cần vò một cái là cái trái đất nó tiêu biến, nhưng tại sao Ngài phải nhịn nhục? Tôi nói như vậy chúng ta biết là sao? Ngài vì cớ những người sẽ được chọn. Chúng ta thấy tấm lòng của Ngài. Thì chúng ta biết là Kinh Thánh chép, Kinh Thánh ở trong, mọi người biết ở trong Kinh Thánh, ở trong Thi Thiên đoạn 7 câu 11 đến câu 12 chép như thế này. Tôi muốn để chúng ta thấy được cái tấm lòng của Chúa ở đây. Thi Thiên đoạn 7 Thì đây là vậy, câu 11 nói như thế này: Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hàng ngày nổi giận cùng kẻ. Rồi sau câu 12, nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm, Ngài đã dương cung và trực cho sẵn. Wow. Một Đức Chúa Trời hàng ngày sao? Nổi giận cùng kẻ ác, còn Ngài đang sao? Mài gươm và dương cung. Người ta thấy, xin lỗi tôi, hôm trước tôi nói với mọi người đó là ba có vẻ lặng lời, đúng không? Mình thấy truyền thông thổ tả, nó vinh hoang, nó khoe khoang rồi, nó nhào báng Chúa, nó vui thích vì thấy là cái nhà thờ bị sỉ nhục, rồi đạo Chúa bị sỉ nhục, rồi là chiếu những cái hình là chặt đầu, phá tượng, rồi là bôi bẩn, nó có vẻ vui thích. Nhưng mà tôi thật, nó không biết được Đức Chúa Trời đang mài gươm một bài trẻ. Và Jonathan Edwards, ông đã giảng một bài giảng rất quý này: tội nhân trong bàn tay thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cần hãy nghe bài đó để mình thấy rằng nếu mình ở trong tay của Đức Chúa Trời thịnh nộ, nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Những ai ở Việt Nam trước đây ở Mỹ giờ không có cảnh này, những ai ở Việt Nam ở dưới quê, mình nhớ khi mình đi chân đất, trời mưa đó, trên đường đất sét đó, mọi người có nhớ không ạ? Có ai xô mình không ạ? Mà mình vẫn té không? Là mọi người biết vì sao mà cái sức lạnh của mình trên đường trơn trượt, tự mình sẽ té. Cho nên là nếu mình mang vác tội lỗi rất nhiều đó, thì sao? Mình sẽ trơn trượt và mình sẽ té. Và Đức Chúa Trời hàng ngày đang nổi giận cùng kẻ, Ngài đang mài gươm cùng bàn chân, Ngài nhịn nhục, nhưng mà không phải là Ngài sẽ chịu nhục cho ông bà anh chị em. Vì vậy tôi nhớ lại lời Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 để tôi khích lệ chúng ta. Trong Khải Huyền đã có một đoạn Chúa nói với các thiên sứ của Chúa là sao? Đừng hủy diệt trái đất cho đến khi ta đóng ấn xong những người mình chọn. Mình đọc Khải Huyền đấy, wow, cảm ơn Chúa. Khi mà Chúa chọn người Israel cho nên các thiên sứ là sao? Khoan đấy nhé, để đóng ấn xong những người được chọn. Rồi thì hủy diệt thế giới này. Cho nên nói sao chúng ta
hãy được nhắc nhớ. Một trong những từ mà tôi rất thích trong tiếng Hoa đó là từ nhịn nhục, ông bà anh chị em. Dạ, đây là từ nhẫn nhục, nhịn nhục đó. Cái từ này nó gồm là mọi người biết gì không ạ? Đây là trái tim và đây là cái thanh đao, cái bộ đao và bộ phiệt này ghép thành là chữ giống như cái đao, còn với trái tim. Như vậy nhẫn nhịn là ngay cả khi một cái thanh đao nó sao ạ, nó đâm vào trong lòng của mình rất là đau đớn, đó là sự nhịn nhục ông bà cho em. Đức Chúa Trời Ngài rất đau đớn về lòng công bình của Ngài, Ngài rất đau đớn về về lòng công chính của Ngài, nhưng mà sao Ngài phải nhịn. Khi tôi đọc cái đoạn này, tôi không phải là tôi thương Chúa, mà tôi thấy quả hồng chuối, cảm ơn Chúa. Con thì nhục thì đúng rồi, con là con người, con tội lỗi rồi, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời mà Ngài phải nhịn nhục. Tôi phát hiện ra là lòng thương xót của Ngài cho những người được chọn, là những người mà Ngài sẽ gọi. Thế nói ra là sao? Cho đến khi số dân ngoài được đủ, thì sự cứu rỗi đến với người Israel là kết thúc. Cho nên là hãy nhớ là chiếc đồng hồ của Chúa là chiếc đồng hồ rất là chính xác. Chạy, mình không thấy nhưng mà chiếc đồng hồ đang vẫn đang chạy. Vì vậy Đức Chúa Trời đang nhìn được. Ở trong Roma đoạn 8, từ câu 18 đến câu 30, có một cái ví dụ mà tôi thấy là cảm ơn Chúa. Đúng là ông Phaolô ông cũng thấy được cái cảnh khổ của hội thánh. Ông nói thế này: và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đứng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư lát, đặng dư phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều thở than và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Ông giải thích tại sao muôn vật đang thở than, và ngay cả chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, là người đóng dấu bằng Đức Thánh Linh ở trong lòng cũng thở than, vì chúng ta đang phải ở trong cái thế gian này và mong trở về. Và trong câu 28 ông nói sao? Và ông nói sao? Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và cảm ơn Chúa. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một cái thế giới đổ nát và phân tối, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là có một đấng đang nhịn nhục và muôn vật cũng đang chịu trong cảnh này. Đừng mong là hàng xóm của mình tốt hơn, đừng mong là giáo dục sẽ tốt hơn, đừng mong là người với người sống để yêu nhau. Tôi không nói tiêu cực, nhưng hãy nhìn lại 50 năm về trước và trở lại bây giờ thì mình biết nó đang đi lên hay đi xuống ạ? Dạ, đi xuống đúng không? 50 năm về trước, mình không có tiền, mình đi bộ, mình có thể ngủ nhờ nhà người ta, có thể đi nhờ xe người khác đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta có dám không ạ? Dạ, không đúng không? Tôi đây, người ta tông xe vào mình, mình nghĩ bà là phụ nữ, mình nhường nhịn. Cuối cùng sao? Người ta kiện ngược lại mình. Mà xe của mình tông ngang hông ông bà anh chị em, mà không hiểu sao cuối cùng là bảo hiểm bên người ta nói rằng là tôi sai. Mình thiếu kinh nghiệm, thành ra đang giờ đi học về, học sinh đón học, mình không muốn kẹt xe, mình muốn giải quyết mọi việc ấy. Phụ nữ ông bà nói là cuối cùng là tôi phải chị Hằng chỉ tôi một chỗ đi sửa xe, cảm ơn chưa. Nhưng mà tôi học được bài học. À, thế gian này đúng là gian như thế thôi. Cảm ơn Chúa. Như vậy là chúng ta cần phải thấy được, nếu Đức Chúa Trời nhịn nhục thì chúng ta phải biết được tấm lòng của Ngài. Và trở lại với Thi Thiên 37, chúng ta nhìn nhé. Chớ gì hiềm lòng khi kẻ ác, ông bà anh chị em. Thi Thiên 37 đã nói với chúng ta một điều mà tôi nói là ngày xưa chúng ta ở Thi Thiên 37 chúng ta rất thích cái câu là hãy ở trong xứ của mình và nuôi mình bằng sự thành tín, đúng không ạ? Nhưng mà đầu Thi Thiên 37 nói sao ạ? Chớ hiềm lòng khi kẻ ác. Và người ta muốn nói sao? Kẻ ác nó ngồi xung quanh mình, nó đầy rẫy xung quanh mình,
Nhưng mà Chúa nói sao? Đừng hiềm lòng, đừng ghét tịt, đừng buồn rầu, đừng sợ hãi. Chúng ta thấy Thi Thiên 37 nói sao? Có những kẻ ác nó giống như cây trồng nơi cố thổ đó. Không phải là mình bứng từ nơi khác đến chỗ này đâu nhá. Nó trồng ở đó hàng ngàn đời rồi, nó xanh tươi, nó to tốt như này. Và Chúa nói sao? Kẻ ác nó giống như cây xanh nơi cố thổ đấy. Nhưng mà khi có người đi qua thì sao? Nó không còn nữa. Và người ta đến tìm, không thấy nó nữa. Thi Thiên 37 là mô tả cho chúng ta biết là sao? Cái ác ấy, nó thành vượng. Cái ác nó được đà. Cái ác nó giống như là gà ngoài việc mà không bị ngăn trở. Cho nên Chúa mới nói sao? Ở trong xứ của mình nuôi mình bằng sự thành tín. Tại vì sao? Mình ngồi ở Mỹ mình đã bảo vậy giờ mình chạy đi đâu? Mình chạy về Việt Nam rồi mình chạy đâu để cho mình yên ổn cuộc đời của mình đó? Chạy đi đâu ở dưới bầu trời đấy? Chả chạy đâu cả. Anh Liêu mới nghĩ là các cái, có lẽ anh về Việt Nam là thấy mấy bạn nói chuyện rồi chứ. Liêu người ta thấy mày nói chuyện lúc này mày có phải ghét Mỹ quá. Chắc về Việt Nam đi. Nhưng mà tôi nói vợ tôi ấy, khi mà thế gian này ấy, tâm tối nó đến không có một nơi nào khác ngoài Chúa Giêsu được. Và Thi Thiên 37 nói sao? Khá ở trong xứ của mình nuôi mình bằng sự thanh tín. Nhưng mà không phải là xứ tốt tươi đâu bà anh chị em. Thi Thiên 37 tôi vừa đọc trong bài trang đó. Xứ là sao? Kẻ ác thành vương, kẻ ác mạnh mẽ, kẻ ác còn như cây xanh này, kẻ ác còn được thắng, kẻ ác còn giống như là may mắn vậy. Nhưng mà Chúa nói sao? Sự cuối cùng của kẻ ác sẽ là diệt vong. Nhưng người công bình sẽ hưởng được đất. Vì Thi Thiên 37 nói sao? Nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Amen. Cho nên là xã hội nó đen đến cỡ nào, cái là việc của nó. Còn sự thành tín của Đức Chúa Trời đó là ta không lìa, không bỏ người bao giờ. Chính vì vậy việc của chúng ta ngày hôm nay đó là nhìn lại tấm lòng của mình. Nếu nó cũng đen như thế gian thì chúng ta hết phúc chữa với đồng bào anh chị em. Và nếu nó vui với điều thế gian vui đó, nó lo lắng điều của thế gian lo lắng đó, nó giải trí theo cách của thế gian giải trí đó, nó vui thích theo điều của thế gian vui thích đó, chúng ta phải xem lại mình. Vì khả năng là chúng ta không thuộc về này. Thi Thiên 37 nói sao? Rất là khó sống, đúng không? Kẻ ác nó mạnh như vậy mà. Chúng ta đọc lại Thi Thiên 37 nhé, tối nay đọc Thi Thiên 37. Tôi không đọc lại nữa đâu nhé. Vì tôi không muốn ăn theo quả chè, ai ăn người no mà. Mọi người muốn là mình biết mình thế nào thì mình phải đọc, đúng không? Vì vậy với ông bà anh chị em, nếu Đức Chúa Trời nhịn nhục là Ngài có lý do. Vì vậy chúng ta được gì đó? Đúng không? Mình được nghỉ ngơi. Tôi đã cảm ơn Chúa. Khi mà tôi hay nói với Phương Nguyên David, tôi nói là nếu ba được làm lại, con biết điều gì không? Ba sẽ không bao giờ xin em bé Sarah. Tôi bảo con không biết là thế giới em được sinh ra trong một thế giới không còn tốt đẹp nữa rồi. Và ba không muốn em phải trải nghiệm những cái khó khăn của cuộc sống này. Thế là sáng hôm qua tôi nghe vợ tôi nói là anh ơi nữ thì anh nó lại có một đứa nữa. Tôi nói nó đã có nếp có đẻ rồi tại sao lại thêm một đứa nữa trong những ngày khó khăn này, tại sao phải sinh nở thêm làm gì nữa? Đâu có dễ dàng đâu cuộc sống, đúng không? Và tôi nói với các con tôi là bản thân mình phải chiến đấu với cái cám dỗ ở trong mình đã cực nhọc rồi, lại thêm những cái đau đớn ở bên ngoài xã hội nữa. Cuộc sống này cần phải cân nhắc rất kỹ điều đó. Chính vì hơn bài chứ. Và tôi cũng trăn trở trong lòng, nhưng mà tôi biết ơn Chúa khi tôi đọc Thi Thiên 37 đó, và đọc Phi-e thứ nhì đoạn 2 câu 3, Chúa nói là Chúa nhịn nhục, chứ không phải là Chúa chịu nhục đâu. Chúa nhịn nhục, nhịn thôi chứ không phải chịu nhục. Mọi người yên tâm là Chúa có chịu không ạ? Không. Thi Thiên câu 7 nói sao? Đức Trời sao hàng ngày nổi giận cùng ghé, và Ngài đang mài gươm, và Ngài đang dương cung ra ông bà anh chị em. Nước Mỹ này nếu không trở lại với Ngài, Ngài sẽ mài gươm. Nhưng mà tôi tin rằng là chúng ta sẽ được bình an vô sự. Amen. Cho nên nói sau mà tôi cũng thích lời thánh trong buổi chiều hôm nay. Chúng ta đang đối diện với một hoàn cảnh xã hội rất là điêu tàn và đen đuối. Nhưng Ngài biết rằng Đức Chúa Trời Ngài chỉ nhịn nhục thôi, chứ không phải là Ngài chịu nhục. Nhớ nhé, Ngài nhịn nhục. Ngài nhịn nhục vì cớ ai ạ? Cớ chúng ta và vì cớ những anh em khác. Chúng ta thấy ở trong Phi-e thứ nhì Ngài nói sao? Vì Ngài không muốn ai bị hư mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn.
năn ông bà anh chị em. Chúng ta có tin là nếu Chúa trở lại ngày hôm qua, có rất nhiều người đã bị bỏ lại không ạ? Vì chúng ta chưa kịp ăn năn. Tôi không nói là những người sẽ tin Chúa năm 2025 đâu nhé. Nếu đêm qua Chúa trở lại thì sao ạ? Phần nhiều trong chúng ta đã chưa kịp ăn năn về điều ác của mình, và mình cũng chết ông bà anh chị em. Hãy biết ơn Chúa. Vì Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 nói sao? Ngài không muốn một người nào bị hư mất. Và tôi cảm ơn Chúa, Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 đó có hai lần nói về sự nhịn nhục. Mà đến câu này nói như thế này, đến thương Chúa chứ. Tôi đọc xong tôi nói là cảm ơn Chúa. Mọi người nghe nhé. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta vì cốt cứu chuộc anh em. Hai lần. Lần đầu thì nói sao? Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn. Nhưng xong đến cái câu 15 là sao? Biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa cốt cứu anh em. Wow. Như vậy là trái đất này đã nằm trong tay Chúa rồi đúng không ạ? Nhưng mà sao? Ngài cứ phải coi như là giữ cho nó không bị co lại. Vì sao? Cốt bị cứu một vài anh em. Wow, cảm ơn Chúa. Như vậy sao? Chúa cần phải nhìn thấy những tấm lòng của Hội Thánh Nova đang hướng về Ngài. Dù là những con người yếu đuối nhất, nhưng phải có một tấm lòng và thái độ đang hướng về Ngài để Ngài cho người ta cơ hội. Để Ngài có thể nhịn nhục lâu dài thêm một ngày. Hãy tin tôi đi, nếu đêm qua Chúa trở lại, nhiều người trong chúng ta đã ở lại. Đúng không? Bởi vì mình đã không kịp ăn năn về điều ác và những điều mình đã vi phạm trước mặt Chúa. Để cảm ơn Chúa về điều đó. Và đây là lời Chúa nói với chúng ta này. Và Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 13. Và theo lời ngữ của Chúa chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. À đó, Chúa nhịn nhục không phải là Chúa bỏ qua đúng không? Chúa nhịn nhục là vì Chúa muốn chúng ta ăn năn. Và giờ chúng ta sẽ trở lại với lời Chúa dặn đây đúng không? Hết sức mình à, không dấu vết ở trước mặt Chúa. Như vậy buổi chiều hôm nay chúng ta có cơ hội được Chúa nhìn được để chúng ta thay đổi. Và đó là có phải tin tức tốt lành cho chúng ta không ạ? Tin tức tốt lành, cảm ơn Chúa, lời khen Chúa. Và trước khi chúng ta cầu nguyện thì có một câu kinh thánh mà tôi muốn nhắc chúng ta ở trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu 11. Gia-cơ đoạn 5 câu 11 nói thế này: anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc của mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Amen, cảm ơn Chúa. Như vậy là sao? Chúa nhịn nhục thì mình có phải nhịn không ạ? Mình cũng nhịn. Dạ. Nhiều khi mình sống trong cái thế giới này nó đen tối quá, mình cũng dễ bị nổi điên lên đúng không ạ? Mình cũng bị phát khùng lên. Nhưng mà Chúa đã sao? Nếu Ngài nhịn nhục, chúng ta cũng nhịn nhục. Chưa hết là nhịn nhục với anh chị em của mình, lấy lòng nhẫn nại. Sau là ở trong cuộc đời này, nếu mình hàng ngày cứ bật nêu lên ấy, mình ngó rồi mình cũng sẽ tiêu cực, mình sẽ phát khùng lên, mình sẽ buồn giàu, rồi mình chán sống luôn, rồi mình stress, rồi mình đủ các thứ. Mình cho là đi hội thánh hay không phải anh chị em đừng có lo, tôi không phải là người bảo lãnh cho ông bà anh chị em. Vì Kinh Thánh nói sao? Chúa biết những ngày của chúng ta sống ở trên đất này, Ngài biên vào nó trước khi chưa có một ngày nào. Cho nên nói ra nếu chúng ta yêu mến Chúa, đừng lo là Covid hay là 19, 20, 21, 22, 23 gì cả, đừng có sợ. Mà gì? Hãy lo rằng giữ tấm lòng của con hơn hết vì nguồn sự sống ở nơi nó mà ra. Chúng ta nghĩ sao nếu như là Thái tử nước Anh ông được bảo vệ kia mà
Dạ khí. Ông thị trưởng ở thành phố ở dưới ông cảnh sát trưởng ở dưới coi ra được bảo vệ cứu ạ. Qua đời. Tất cả những nhân vật tai to giống như thủ tướng Anh có được bảo vệ tốt mà. Đúng không? Chờ cái quan trọng của chúng ta là khá cẩn thận giữ tấm lòng của con người ấy. Ngày hôm nay chúng ta đến đây mà chỉ có cái xác chúng ta đến đây ấy, chả ai bảo vệ được mình. Nếu ngày hôm nay chúng ta đến đây nói với Chúa và làm được chúng ta đây, chúng ta thờ phượng này thì mới lo chứ không làm gì chứ. Thì sao mình có lòng đâu bài chứ. Còn tấm lòng của chúng ta yêu Ngài, kính sợ Ngài và hướng về Ngài, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Nếu Ngài không bảo vệ chúng ta thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Ngài không phải Đức Trời của sự công bình. Và chúng ta phải nhớ rằng là lòng của chúng ta lay động Đức Chúa Trời, không phải việc làm của chúng ta. Hãy nhớ như vậy. Đức Chúa Trời, tôi nói với con của tôi đấy, Đức Chúa Trời không bao giờ ngạc nhiên về sự yếu đuối và vi phạm của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ngạc nhiên là tại sao chúng ta không ăn năn và trở lại cùng Ngài. Chúng ta nhớ câu chuyện Phi-rơ chối Chúa đúng không? Ông chưa chối Chúa mà Chúa nói là hôm nay trước khi gà gáy ba lần ngươi sẽ chối ta. Chúa biết Phi-rơ chối Chúa mà. Chúa biết Chúa đấy. Nhưng ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không thiếu thốn. Khi con được phục hồi con sẽ làm vững chí anh em. Ngài còn biết mình năm tới là mình sẽ chối Chúa và anh chị em. Nhưng mà Phi-rơ có một tấm lòng mà Chúa nhìn thấy và Chúa còn thương xót và Chúa giúp chồng. Đừng nghĩ rằng Phi-rơ mạnh mẽ và Chúa thương ông đâu. Chúa nhìn thấy Phi-rơ ngày đầu tiên khi Chúa gọi hãy theo ta, ông đã theo Ngài. Ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa, chúng ta sẽ vẫn trồi lên trụt xuống, vẫn vấp vẫn ngã cho đến ngày về thiên đàng bài trên. Nhưng mà Chúa cần phải nhìn thấy trong chúng ta một tấm lòng đáp ứng cho Ngài. Chứ không phải là mình sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Hôm nay tôi nói với cả các con tôi đấy, cái người mà Pharisee ở lên đền thờ đấy là con dâng hiến đầy đủ, kiêng ăn một tuần hai ngày. Tôi nói con tôi là đúng, ông được dâng hiến là vì Chúa chúc phước cho ông có dâng hiến. Ông kiêng ăn là ông là được coi như là xếp vào hàng là được học, được giáo dục về về tôn giáo để ông có hiểu biết về Chúa. Như vậy là về linh, về hồn, về xác là ông đều được dư dật. Nhưng mà ông đã khiến cho tôi nói với con biết điều gì không? Ân điển của Chúa ở trên ông nó bị thiêu, bốc mùi là khi ông ấy lại nhìn con không giống như thằng kia, cái thằng côn phế kia. Tức là mình hưởng cái phước lành của Chúa, nhưng mình cho rằng là cái này là cái mình đang là thánh. Hội thánh Nô Va thánh hơn hội thánh khác. Ban trị sự của Nô Va thánh hơn hội thánh khác, rồi là tín đồ của Nô Va là thánh hơn hội thánh khác. Cái đó là mình chết rồi. Đúng là chúng ta có thể tốt hơn người A, người B, người C và Chúa có ban ơn huệ cho chúng ta. Nhưng mà lòng chúng ta nghĩ rằng mình thánh hơn là mình đã bị thiêu cái ân huệ của Chúa. Cái ân điển của Chúa dành của mình nó đã bốc mùi lên rồi. Cho nên Chúa nói sao? Tôi nói với con là con phải nhớ làm gì cho Chúa cái điển của chúng ta. Tôi nói con biết là mình giảng xong người ta đã ổn hay mục sư giảng sức rồi, mình cũng thấy mình hay con, mình thấy ổn phê phê, mình cũng hay á, cái đó chết rồi mà nó bốc mùi rồi, tự nhiên cái ân điển chỗ đổ mình từ sáng đến chiều cho nó sức dầu cho mình chia sẻ tự nhiên nó bị tiêu rồi, vì mình nghĩ mình hay không mà chứ. Cho nên là tôi muốn nói với anh chị em là điều duy nhất gìn giữ chúng ta khỏi Covid-19 và gìn giữ chúng ta cho ngày cứu chuộc là cái gì ạ? Tấm lòng của chúng ta. Từ nay ngày về Chúa mình cứ ngã lên ngã xuống vậy, nhưng mà mỗi lần ngã đấy nhìn lên Chúa và nói rằng Chúa ơi cứu con. Amen. Chúa thương mình lắm mà anh chị em. Phi-rơ còn nói hùng hồn là ai bỏ Ngài chứ con không? Thằng Leon nó bỏ chứ con không bỏ đâu. Từ đầu Liêm hay là Hằng bỏ chứ con chứ không bỏ đâu. Nhưng mà cô ông bỏ trước ông bà anh chị em. Và Chúa biết không? Chúa biết mà. Chúa biết chúng ta vô ngã. Chúa biết. Nhưng chúng ta đã cầu nguyện cho con. Như vậy Chúa đã ứng trước cả ân huệ cho chúng ta trước khi chúng ta phạm tội. Tôi tin rằng Chúa ứng trước ân huệ chúng ta tận đến không phải năm 2021 đâu. Chúa ứng trước ân huệ, ân điển cho chúng ta đến tận ngày chúng ta qua đời ông bà anh chị em.
Cho nên việc của chúng ta chỉ cần là sao? Mở rộng tấm lòng của mình, đáp ứng với Ngài. Đừng chơi trò trốn tìm với Ngài, cũng đừng coi như là trốn sau cái mặt nạ là I'm ok, bảo chị em này. Nó quá này, tôi thật sự tại sao mình không làm con người cho nó thoải mái mà mình phải làm anh hùng, rồi mình phải làm người hùng của tôn giáo, rồi mình phải làm người hùng của mạnh mẽ. Chúng ta nhớ khi Chúa gặp ông Bartimê trên đường đó. Chúa thấy ông mù không ạ? Có ông mù hai mắt, mù Chúa nhìn thấy. Thế tại sao Chúa hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Chúng ta phải nói, chúng ta phải thừa nhận con mù rồi. Chúa chữa cho ông. Đúng. Chúa đâu có hỏi là ngươi muốn gì ông ấy. Chúa không thấy con mù ạ? Tôi thấy toàn bộ những người Chúa chữa trong Kinh Thánh, Chúa đều hỏi ta, ngươi muốn ta làm gì? Gặp người què hỏi ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Không lẽ ai muốn có xe lăn? Muốn được lành nó. Hỏi người mù là ngươi muốn làm gì cho ta? Không lẽ ai cho cái gậy, cho rất được không? Mình phải nhìn nhận rằng mình mù, mình cần xa. Cho nên nói cho ông bà cha ơi, tấm lòng của chúng ta rất là quan trọng trước mặt Chúa Trời. Chỉ có tấm lòng mở ra thôi, mở được ra sao. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy. Cùng chữ ba nữa. Rồi mời tay chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đến với Chúa cầu nguyện, rồi chúng ta có thì giờ tiệc thánh cùng với nhau. Dạ, tôi cũng lo cho anh em những gì chúng ta đến đến xong có chữ ba để trong đó không nhỉ? Đây là thời gian mà chúng ta cần cảm ơn Chúa là Ngài nhị nhục vì cớ ai ạ? Vì cớ chúng ta. Cái Ngài không chịu nhục đâu nhá. Đức Chúa Trời nhịn nhục, chúng ta không chịu nhục. Nhưng mà sự nhịn nhục lâu dài của Ngài là vì cớ chúng ta. Ngài không muốn một người nào hư mất, nhưng mà muốn hết thảy đều ăn. Nguyện xin Chúa khi Ngài đến, Ngài thấy chúng ta xứng đáng với sự nhịn nhục của Ngài. Chứ Ngài đến, Ngài thấy chúng ta, Ngài cũng phiền, Ngài nói là mình chịu đến cỡ này rồi mà vẫn không thay đổi là thôi. Dạ. Chúng ta sẽ nghe một chúng ta hôm nay sẽ có phần tiệc thánh cùng với nhau. Và đây là điều mà tôi muốn khích lệ hội thánh ở trong phần tiệc thánh chúng ta sẽ dựng với nhau trong buổi chiều hôm nay. Một trong những sự nhị nhục của Đức Chúa Trời đó là Chúa Giê-xu đồng hành trẻ. Chị Vinh Đức Chúa Trời kia đâu? Một trong những sự nhị nhục của Đức Chúa Trời đó là Chúa Giê-xu đã xuống trong thế gian này. Và đó là lý do mà tôi muốn kích lệ hội thánh trong thời giờ này. Có một lời mà Kinh Thánh chép, đó là Chúa Giê-xu nói rằng nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết ta thì các ngươi không có phần trong sự sống. Tại sao Chúa Giê-xu lại nói như vậy? Vì Ngài muốn nói với chúng ta như vậy để Ngài nhắc nhở chúng ta Chúa chính là sự sống của chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta ăn cơm và uống nước để mình có sự sống thì Chúa nhắc với chúng ta một điều quan trọng hơn, đó là chính Ngài mới là sự sống thật cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy đây chính là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc thánh với một tấm lòng biết ơn. Vì Chúa của chúng ta, Ngài chịu nhục, Ngài nhịn nhục để Ngài ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Bởi vì Ngài không muốn một người nào bị hư mất đó mà chết. Đó chính là mục đích mà trong đêm Ngài bị đột, Ngài lấy bánh tạ ơn, rồi Ngài lấy chén tạ ơn. Nó đơn giản chỉ một điều, Ngài muốn gửi gắm vào trong tất cả môn đồ đang ngồi trước mặt Ngài lúc bấy giờ. Ta vì các con mà có thân thể này. Đó chính là điều mà Ngài muốn nhắc nhở Thánh của Chúa trong buổi chiều hôm nay. Khi anh em ăn bánh và uống chén của Chúa thì phải tự xét lấy mình để không mắc tội với thân và huyết của Chúa. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Bởi vì khi anh em ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Chúng ta phải biết rằng vì sự nhịn nhục lâu dài và vì sự nhịn nhục lâu dài mà Chúa Giê-xu Ngài đã xuống trong thế gian này. Đó chính là mục đích của Ngài.
ấy là trong đêm Ngài đi rồi, lấy bánh bẻ ra, lấy bánh tạ ơn bẻ ra chia cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó trọng. Cũng vậy, Ngài lấy chén tạ ơn chia cho môn đồ và nói rằng: này là huyết trong giao ước mới của ta vì các ngươi mà đổ ra. Cũng chính vì vậy Ngài có rằng là: vậy mỗi khi hãy làm follow bởi lời của Chúa chỉ dẫn, ông đã nhất khuyên giới hội thánh rằng: vậy mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén của Chúa thì phải giao sự chết của Chúa cho đến ngày này ấy. Còn chính mình Chúa Giêsu nói rằng: hãy làm điều này để nhớ đến ta. Từ thiên cung
Kính thưa hội thánh, đây chính là thì giờ mà như lời Phaolô tôi tớ ngài đã truyền dạy. Vậy mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén thì phải tự xét lấy mình để không mắc tội với thân và huyết của Chúa. Đây chính là thì giờ mà chúng ta sẽ cầu nguyện vì sự nghiệp dục lâu dài của Chúa là để cứu chúng ta, cho chúng ta cầu thăng năng vì ngài không muốn chúng ta bị tư mất. Xin Thánh cũng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, một lần nữa con đây cùng với dân của ngài, kẻ sơ dãy ở dưới một dân như lời Kinh Thánh chép, và chúng con thầy đều phạm tội ở trước mặt ngài nhiều lần nhiều cách. Và khi chúng con đón nhận bánh và chén, chúng con hiểu rằng ngài biết rằng chúng con không thể nào vượt qua được trở lực của sự chết. Ngài biết chúng con không thể nào vượt qua được sức mạnh của tội lỗi, và ngài đã đến trong thế gian này để ban chính sự sống của ngài cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con dự tiệc thánh của ngài, chúng con được nhắc nhớ đây là sự sống ngài đã ban cho chúng ta, cho chúng con. Đây là huyết ngài đã ban cho chúng con để được sạch tội. Chúng con hội thánh của ngài sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời không phải sự công bình của mình nhưng bởi quyền của huyết Chúa Giêsu. Giờ này xin nhận nơi chúng con lòng đau thương thống hối về tội ác của chúng con, về tội lỗi kín dấu của chúng con, những điều ô dơ nhức nhúa mà chúng con đã cố phạm, quá phạm, đã nói, đã nghĩ, đã hành động những ngày tháng qua. Xin ngài tha thứ cho chúng con. Chúng con biết ơn ngài. Chúng con cũng tin cậy nơi chính quyền của huyết ngài, như lời Kinh Thánh có chép. Nhưng hễ ai xưng tội mình thì ngài là thành tín và công bình để làm cho anh em sạch mọi điều gian ác. Chính vì vậy đây con và hội thánh của ngài xưng tội mình trước mặt ngài và xin huyết của ngài làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác. Lời khen Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Amen. Ngài lấy bánh tạ ơn chia cho môn đồ và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin mời thánh chúng ta cùng giữ. Cũng vậy ngài lấy chén tạ ơn chia cho môn đồ và phán rằng: này là huyết trong giao ước mới của ta, đổ ra cho nhiều người được tha tội, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin mời thánh chúng ta cùng giữ. Cảm ơn Chúa, tiệc thánh đã xong. Xin cho chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện chung. Thần cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được đến, ở đất như trời. Xin cho phép chúng con ở hôm nay đồ hành đúng ngày. Xin cho phép đồ hành chúng con, như chúng con tha kẻ hoặc tội nhân của chúng con. Xin cho để chúng con bị cam dỗ, sau khi của chúng con trở lại đời này. Vì được quyền vinh hiển của người cha ở đời vô cùng. Amen. Chiếu sáng mặt ngài trên dân sự của ngài, là những người không chỉ hướng mặt về ngài như hướng cả tấm lòng về ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha là tình yêu không rời đổi. Nguyện xin ân điển của Chúa Giêsu là ân điển bởi sự nhịn nhục của ngài,
đã ban chính sự sống của Ngài để cho chúng con được sống. Nguyện xin sự thông công của Đức Thánh Linh là sự sức dầu, là sự cáo trách, là sự dạy dỗ, là sự yên ủi ở với Hội Thánh Đô Va của chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Xin mời thánh chúng ta cùng an toàn.